Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin giải mật một âm mưu tạo phản và cái kết tàn khốc cho Phùng Quang Thanh. Vào cuối nhiệm kỳ của Trung ương Đảng khóa 13, cả Trần Đại Quang và Phùng Quang Thanh đều là nắm chức hai bộ trưởng quan trọng bậc nhất của chính phủ. Nếu năm 2015, Trần Đại Quang đã ngồi sở hữu chiếc ghế bộ trưởng Bộ Công an hai nhiệm kỳ và đương nhiên ông Phùng Quang Thanh cũng ngồi ghế ủy viên Bộ Chính trị hai nhiệm kỳ. Mà đảng, luật thì quy định mỗi cá nhân ngồi tại một vị trí không quá hai nhiệm kỳ, dù muốn hay không, ông Phùng Quốc Thanh cũng phải rời khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Còn Trần Đại Quang thì lúc đó chỉ mới một nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an và tất nhiên cũng là Ủy viên Bộ Chính trị một nhiệm kỳ. Cơ hội ngồi lại chiếc ghế Bộ Công an vẫn còn, tuy nhiên Trần Đại Quang thì vẫn còn một nhiệm kỳ nữa ngồi lại ghế Bộ trưởng nếu ông Quang muốn điều đó. Tuy nhiên, con đường quan lộ của ông Trần Đại Quang quá hành thông khi ông và Nguyễn Tấn Dũng ra tay bịt đầu mối vụ án đưa hối lộ của Dương Chí Dũng. Nếu không bịt được vụ án này, xem như sự nghiệp chính trị của Trần Đại Quang kết thúc và có khi kéo theo Nguyễn Tấn Dũng cũng phải vào tù. Nếu Phạm Quý Ngọ không chết thì không có chuyện Trần Đại Quang vào được tứ trụ và ngồi vật thiết khế chủ tịch nước. Tứ trụ thì có 4 ghế, quá ít để thu nạp cả Trần Đại Quang và Phùng Quang Thanh. Trần Đại Quang chiếm ưu thế và cơ hội hơn Phùng Quang Thanh, xem như ông Phùng Quang Thanh không còn cơ hội nữa. Đây là hình ảnh ông Phùng Quang Thanh khi còn đỉnh cao quyền lực. Trước thực trạng là ngồi lại chiếc ghế bộ trưởng không được mà vào tứ trụ cũng hết đường vì đã bị Trần Đại Quang chiếm, trong khi đó tham vọng chính trị thì quá lớn. Vậy nên chỉ còn cách làm liều, đó là đảo chính. Thực chất là từ nhiều năm trước đó, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên truyền và có truyền thống là cha mẹ đặt đầu con ngồi đấy, chứ chưa có tiền lệ làm đảo chính cả. Giờ Phùng Quang Thanh làm liều thì quả là lành ít dữ nhiều. Và cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra như thế nào? Khi Trần Đại Quang được Bộ Chính trị giới thiệu, Hội nghị Trung ương 14 nhất trí đề cử vào chức Chủ tịch nước đã làm cho dư luận hết sức bất ngờ. Nhiều người nghĩ vị trí này đáng lý ra phải là của Phùng Quang Thanh vì ông Thanh đang nắm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và là người vào Bộ Chính trị trước ông Trần Đại Quang một khóa. Trong các cuộc bầu bán lấy phiếu tín nhiệm trước đó, Phùng Quang Thanh thường cao phiếu nhất trong số các ủy viên Bộ Chính trị. Việc tiến cử Trần Đại Quang khiến cho nhiều người suy nghĩ rằng Trần Đại Quang chắc là vừa được công trạng to lớn gì đấy liên quan đến sự sinh tồn của chế độ nên mới được tiến cử đến như thế. Theo tập quán tuyên dương công trạng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, công đầu đó là công cứu giá, tức là cứu nguy chế độ, thường được hưởng ngôi chủ tịch nước. Đây là hình ảnh ông Phùng Quang Thanh và Nguyễn Tấn Dũng trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng khi đó. Lê Đức Anh được cất nhắc vào Chủ tịch nước vì có công giải vây cho chế độ bằng bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, tránh cho Việt Nam trước nguy cơ sụp đổ do kiệt quệ về kinh tế, do bị bao vây cấm vận của những năm 80. Trần Đại Quang lại được nhận chiếc ghế Chủ tịch nước, phải chăng do ông đã dẹp tan âm mưu đảo chính do Phùng Quang Thanh và Nguyễn Tấn Dũng đứng sau trước thềm đại hội lần thứ 12. Cả Phùng Quang Thanh và Nguyễn Tấn Dũng đều hết cơ hội có mặt trong tứ trụ khóa 12 mà cả hai cũng rất tham vọng chính trị nên đã rủ nhau làm liều là điều Tổng cục Tình báo Công an, tức là Tổng cục 5 có thể dễ dàng nhận ra. Cũng có nguồn tin cho hay, ông Trần Đại Quang khi đó là người đã phát giác và trực tiếp sử dụng lực lượng công an để tổ chức dẹp loạn. Như tờ Thời báo.de đã đăng bản tin trước, âm mưu này hình thành từ chuyến đi khác thường của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh sang thăm Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 10 năm 2014. Đoàn được tổ chức bao gồm 18 sĩ quan cao cấp, trong đó 12 trung tướng, 6 thiếu tướng và 1 đại tá. Các sĩ quan này đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Cục Chính trị, Không quân, Hải quân, Biên phòng và Quân khu 2. Trong hội đàm ngày 17 tháng 10 năm 2014 với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vận Toàn, hai bộ trưởng đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc 3 điểm. Trong đó điểm thứ hai là quan trọng nhất như sau: quân đội hai nước tăng cường đoàn kết, củng cố đảm bảo vững chắc vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản hai nước, bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2014, một việc cũng khác thường, đó là hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký kết bản ghi nhớ kỹ thuật về việc thiết lập đường dây điện thoại nóng nối Bộ Quốc phòng hai nước. Việc hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng thiết lập đường dây trực tiếp là một mối nguy cho Nguyễn Phú Trọng. Nếu không loại bỏ âm mưu này thì kết quả không lường đối với phe Nguyễn Phú Trọng khi đó. Gạt Nguyễn Phú Trọng ra gì à?
trước khi gặp Thường Vạn Toàn vào ngày 16 tháng 10 năm 2014 tại Milan, Italia, bên lề hội nghị cấp cao ASEAN 10. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, nhưng nội dung cuộc trao đổi không thấy tiết lộ với báo chí. Vấn đề là tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không gặp Tập Cảnh Bình để dẫn đường cho Phùng Quang Thanh mà lại Nguyễn Tấn Dũng gặp Lý Khắc Cường? Đấy là điểm mấu chốt cho thấy Phùng Quang Thanh và Nguyễn Tấn Dũng có sự đồng thuận. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang thời còn làm Bộ trưởng Bộ Công an. Hai ngày sau đó, vào ngày 15 tháng 5 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã đón tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn tại biên giới Lào Cai. Một cuộc gặp được tổ chức long trọng nhân việc tổ chức tọa đàm hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc lần thứ hai. Tại cuộc tọa đàm này có một chi tiết rất nhiều hàm ý. Đó là Thường Vạn Toàn tặng Phùng Quang Thanh chiếc bình gốm xứ Trung Quốc. Phải chăng đây là một thông điệp rằng hãy giữ lấy bình quý? Rất có thể bằng cách nào đó tình báo Trung Quốc đã nắm được nội dung chuyến thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng. Trong chuyến thăm này, hai bên sẽ bàn nâng quan hệ Việt Nam và Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện, cải thiện quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ. Nếu vậy, mối quan hệ đối tác về quốc phòng với Mỹ được cải thiện thì Trung Nam Hải coi là mối nguy hiểm, một sự trở cờ phản bội chủ nghĩa Mác Lênin của Việt Nam và quay lưng lại với Trung Quốc. Và điều đó cho thấy rằng tìm người đỡ đầu mà không tìm người cao nhất ở Trung Quốc đã làm cho phe Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh chuốc lấy thất bại. Thực tế, Thường Vạn Toàn là người dưới quyền ông Tập Cảnh Bình, nên khả năng bảo trợ của ông Thường Vạn Toàn không thực sự mạnh cho lắm. Và việc đẩy Nguyễn Phú Trọng ra rìa trong cuộc trò chuyện với Bắc Kinh sẽ khó mà qua mặt được Nguyễn Phú Trọng khi mà mối quan hệ giữa ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cảnh Bình vẫn còn quá tốt. Và phía Trung Quốc đã bán đứng phe Phùng Quang Thanh và Nguyễn Tấn Dũng như thế nào? Vì là mối quan hệ ngoại giao nên Thường Vạn Toàn và Phùng Quang Thanh tại cửa khẩu Lào Cai, Trung Quốc đã cung cấp cho Phùng Quang Thanh một tài liệu tình báo. Tuy nhiên, người ta lại nghi ngờ tính bảo mật của phía Trung Quốc. Thông thường từ phía Trung Quốc sẽ không can dự vào chuyện đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì phe nào thắng cũng thuần phục Bắc Kinh cả. Tuy nhiên, về vấn đề mà phe bắt liên lạc với liên minh Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh dưới quyền của phe Hứa Bảo Kê cho Nguyễn Phú Trọng, vì thế người ta nghi ngờ đảo chính bị lộ là bởi có bàn tay can thiệp của Tập Cảnh Bình muốn cho Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh bắt tay với Tập Cảnh Bình đã mang lại cho Nguyễn Phú Trọng lợi thế hơn mọi đối thủ. Cũng có nguồn tin cho rằng những thông tin mật loại này có thể bị mạng lưới tình báo của Trần Đại Quang phát giác. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin nghiên cứu về khả năng phía Trung Quốc đã phản bội lại liên minh Nguyễn Tấn Dũng và Phùng Quang Thanh và sự thất bại của một âm mưu đảo chính mà ông Phùng Quang Thanh dính vào. Và cuối cùng phải có lý do là đưa ông Phùng Quang Thanh đi chữa bệnh tại Pháp và sau đó về sống vất vưởng như người tù với các loại chứng bệnh khác nhau như bị quản thúc tại Hà Nội. Thật sự nền chính trị của Việt Nam đã quá thối nát, trong thì đảng quan tham rất nhiều, tham nhũng kết bè kéo cánh, nơi thì lợi ích nhóm khắp nơi và từ quyền lợi dòng họ đã kết nối với nhau tạo sự đỡ đầu quyền lực từ phương Bắc, bất chấp nguy cơ mất chủ quyền về tay giặc. Vì thế các phe ở Việt Nam đấu đá thì Trung Quốc là phe được hưởng lợi nhiều nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2021 với bản tin giải mật một âm mưu tạo phản và cái kết tàn khốc cho Phùng Quang Thanh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.